Hello cả nhà, thì sau khi mình thả cá bô đuôi vào nuôi ở trong cái hồ xi măng này 44 ngày rồi hôm nay, thì tầm nửa tháng đi, thì hôm nay mình sẽ bắt đầu tỉa lá cũng như bón phân của cây hoa, cho cây hoa súng ha. Thì lúc mà mình trồng cây hoa súng á, thì mình chưa bón phân, chắc cũng gần 2 tháng. Tại vì cái cũ nó ngủ đông rồi sau đó nó ra là từ đầu của cái dòng kia đậu xe này nè. Thì nó đẻ khoảng 3-4 cây gì đó, 1-2 gốc gì đó. Thì về được 3-4 cây từ cái cũ. Giờ đầu bón phân lại cho nó. Sau khi cây nó là bông dưỡng vàng rồi ha, thì bón phân lại để đảm bảo là không có sợ chết cây con. Cái lúc đầu thì mình cũng bón được, nhưng mà nếu mà hướng dẫn thì lỡ mà anh chị bón phân nó sốc thì nó chết uổng. Thì bây giờ bón lại không sao. Thì mình dùng bánh dầu, đây là sử dụng bánh dầu đậu phộng ha, là đậu phộng sau khi ép để dầu khoảng phần xác thì gọi là bánh dầu đậu phộng. Mình sẽ chia cái phần nhỏ ra từng 1-2 cm, 1 × 1 × 2, mình vùi xuống trong mỗi góc một phần như thế này. Để 3-4 góc mình sẽ nhét 3 phần xuống và mình lắp đất lại. Ở đây mình trồng bằng đất, không có đất thì mình trồng bằng bùn ha, còn không thì cát trộn với bùn đất. Mình cứ vùi xong rồi mình lắp lại, vùi xa góc nha, không có nhét sát góc để tránh bị sốc phân. Ngoài cái bánh dầu này thì mình có thể sử dụng cái NPK. NPK dành cho cây ra hoa là được. Bình thường thì NPK chuyên dụng phù hợp với cái cây hoa súng hoặc hoa sen á, là 16, 16, 16 hoặc 16, 16, 8. Còn bây giờ mình cứ mua NPK nào cũng được, trồng được đủ NPK và dành cho cây rau hoa được. Mình đã tiện cứ mua cái phân bón cho cây rau hoa về là mình sử dụng mình canh cái lượng là nửa muỗng ăn cơm hoặc một muỗng, canh cái sao mà mình gói vô giấy 1 hoặc 2 xăng, 1 × 1 hoặc 2 × 2, và mình bón cho một cái cây hoa súng là được. Những cái bông hoa tàn hồi nãy mình mới quăng á, là hoa nở, nó nở được 3 ngày nở tương nó sẽ khép lại và chìm xuống nước, thì lúc đó nó không nở được nữa ha. Mình sẽ ngắt bỏ để tránh phân rã trong nước. Thì cái gì phân rã trong nước cũng thể là ảnh hưởng tới nước. Nước này thì có thể là nó sẽ phân xử lý được do lượng nước nhiều cũng như vi sinh ổn rồi, nhưng mà tốt nhất thì mình nên ngắt sau 4 ngày, lúc đó nó tàn rồi ngắt bỏ là được rồi, cho nó cái cây hoa súng mình vừa đủ sức ra hoa mới, không cần phải nuôi nữa, và nước của mình cũng không cần phải xử lý được nhiều, ngoài xử lý phân cá thôi là được rồi, tránh và ảnh hưởng tới nước ha. Còn về phân bón thì có sử dụng ngoài bánh dầu này, NPK nè, phân hữu cơ như là phân bò, hữu oai, bón vùi xuống bùn đất là được, hoặc là phân dynamic. Nói chung là phân bón tan chậm á, mình vùi xuống để cho nó phân bón nó tan chậm lại mỗi tháng mỗi một lần nha. Còn lại các loại khác thì các anh chị có thể tham khảo và bón thử. Còn cơ bản thì cứ bánh dầu NPK hoặc dynamic hoặc phân trùng quế là nó cũng ổn rồi, không cần phải tìm hiểu bón khó kèm phân bón cho nó ha, hơi dễ. NPK cho cây đông hoa hoặc bánh dầu phân trùng quế vùi xuống là được. Ở đây thì cái tỉ thì những lá mà cảm thấy là xấu thì mình về lấy rách, thì mình tỉ luôn cho cái cây nó ra lá mới. Cái cây hoa súng mỗi ngày nó ra một cái cây, một cái lá mới ha. Thì cái cây nó ăn phân nó mạnh rồi thì nó sẽ phát triển lá rất là to, cái dòng kim này này lá nó to. Những cái bông đầu tiên thì cánh ít á, sau khi nó chuẩn phơm thì cánh nó lên tới 100 cánh hả, màu tím, màu tím một hơi khó chụp ha, ánh nắng do thì đến tím bình thường nó thấy như màu xanh dương đó. Thì nắng có rêu, rêu thì thường bám như những cái ấu hái, cái phần thân này cũng như rễ của nó và cái rong đuôi chó, cái phần nó có rêu mình dọn ra. Cái hy sinh nhiều thì nước nó trong thôi ha.
Thì nước ở đây mình sẽ châm, ở đây hay cạn này, một tuần mà nắng quá nó cạn mình sẽ châm lên tuần trăm lần được, hoặc 3-4 ngày mình châm mất thêm tí. Thì xay bón phân như này, 1 tháng sau mình bón lại một lần nha, bón y chang vậy luôn. Trong cái 3 ngày đầu á bón phân thì phải đánh vào lưu ý nếu lượng liều lượng phù hợp như mình hướng dẫn mà vùi ổn thì không sao, còn nếu mà trường hợp mà bánh dầu nó nổi lên mặt nước vào ngày hôm sau thì nên loại bỏ bánh dầu phần nổi ha, còn cái phần kia lắp lại kỹ thì thôi, tại vì phần nổi bánh dầu nó sẽ ra phân hủy và phát ra mùi thối á, nó hôi lắm, ảnh hưởng cái cá. Còn lại mình nào cái ca cho mình chăn ái hơn là mình quấy ha, chỉ là nó không có mùi ổn được, nhưng mà là cái ca phải đúng liều lượng không bị sốc phân. Đây là cái cách mình chăm sóc, học hỏi được về cái bón phân cây cao su, mình chia sẻ lại cho cả nhà. Ở phần danh sách phát của mình có hướng dẫn kỹ kèm từ lúc trồng cây cũng như là chăm bón tương tự như nãy giờ mình đã hướng dẫn.